Sơ lược sinh hoạt và lịch sử nhà thờ Thánh Giuse, giáo xứ An Bình. Đầu năm 1967, cha Joseph Guillaume, chánh sở họ đạo Thánh Francisco Xavier, khởi công xây cất nhà thờ Thánh Giuse tại địa chỉ số 4 đường An Bình, Chợ Lớn. Ngày 22 tháng 12 năm 1968, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Angelo Palmas đã làm phép trọng thể thánh hiến nhà thờ mới dành cho các giáo hữu người Hoa. Nhà thờ được dâng kính cho Thánh Giuse Thợ. Nhờ công khó của cha Joseph Guillaume với sự trợ giúp của nhiều vị hảo tâm, nhất là trong giới người Hoa, đặc biệt Thánh Bộ Truyền Giáo đã hỗ trợ rất nhiều để hoàn thành việc xây cất. Sau phần nghi lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ban phép thánh tẩy cho 17 dự tòng người Hoa, dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân. Ngày 24 tháng Giêng năm 1969, cha Joseph Guillaume được bổ nhiệm chính thức làm cha sở họ đạo Thánh Giuse. Cha Gabriel Lager được bổ nhiệm thay thế cha Joseph Guillaume, cai quản họ đạo Thánh Francisco Xavier. Tháng 3 năm 1975, cha Joseph Guillaume về Pháp chữa bệnh. Họ đạo Thánh Giuse được cha Gabriel Lager kiêm nhiệm với sự phụ tá của cha Paul Vallat. Ngày 23 tháng 7 năm 1976, cha Gabriel Lager phải rời nhiệm sở về Pháp sau hơn 20 năm phục vụ tại Việt Nam. Họ đạo Thánh Giuse lại do cha Stefano Huỳnh Trụ, cha sở họ đạo Thánh Francisco Xavier kiêm nhiệm. Ngày 6 tháng 4 năm 1978, cha Stefano Huỳnh Trụ phải tạm xa cách đoàn chiên và trọng trách lại đặt cả trên vai cha Đa Minh Nguyễn Xuân Hy. Trước những nhu cầu mục vụ rộng lớn của cộng đoàn giáo dân Việt Hoa, cha Đa Minh đã được cha Martino Đỗ Văn Diệp vui lòng chia sẻ. Tháng 6 năm 1990, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bổ nhiệm cha Martino Đỗ Văn Diệp làm cha sở.
đồng thời mở rộng họ đạo cho cả giáo dân người Việt thuộc các phường 5, 6 và 7 của quận 5 tham gia sinh hoạt. Số giáo dân thống kê vào năm 1995 là 1.077 người thuộc 313 hộ gia đình Công giáo, chia thành 5 xóm đạo và một bộ phận giáo dân người Hoa. Khi cha Martino lâm trọng bệnh, có cha Gioan Bautista Nguyễn Tiến Tuyển thuộc dòng thánh Gioan Tẩy Giả và cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, bề trên dòng thánh Carolo Scalabrini chia sẻ mục vụ dâng thánh lễ Việt Hoa cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ An Bình, nhà thờ Thánh Giuse. Ngày 30 tháng 7 năm 2012, cha Martino Đỗ Văn Diệp được Chúa gọi về. Hai tháng sau đó, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn bổ nhiệm cha Giuse Đinh Đức Thịnh, chánh xứ giáo xứ Trung Bắc lúc bấy giờ về làm cha sở giáo xứ An Bình. Đến tháng 6 năm 2016, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Độc bổ nhiệm cha Tôma Huỳnh Bửu Dư, chánh xứ giáo xứ Đức Bà Hòa Bình về làm cha sở giáo xứ An Bình. Cha Tôma từng có khoảng thời gian khá dài phục vụ Cộng đoàn Tín hữu người Hoa tại giáo xứ An Bình, từ năm 1980 đến năm 1989, khi còn là một thầy chủng sinh. Vì thế, Ngài có bề dày kinh nghiệm và nhiều kỷ niệm đối với các sinh hoạt đặc trưng về đời sống đức tin của dân Chúa trong giáo xứ, đặc biệt là với anh chị em giáo dân người Hoa. Và cũng trong thời gian năm 2016 này,
cha Phaolô Huỳnh Quốc Vinh được bổ nhiệm về giáo xứ làm phụ tá. Nhà thờ Thánh Giuse, giáo xứ An Bình, tọa lạc ở địa chỉ số 4 đường An Bình, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc giáo phận Sài Gòn, giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán. Người dân sống ở khu vực này đa số là người Hoa, vì thế trong thời kỳ đầu, giáo xứ được thành lập nhằm mục đích truyền giáo cho cộng đồng người Hoa sống trong khu vực này. Giáo xứ An Bình chọn Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng, lễ kính vào ngày 1 tháng 5 hàng năm. Số giáo dân thống kê vào năm 2008 là 795 người. Linh mục đương nhiệm là cha Thomas Huỳnh Bửu Dư, ngài phụ trách mọi sinh hoạt của giáo xứ. Hàng ngày, giáo xứ cử hành thánh lễ Việt ngữ từ thứ hai đến thứ bảy, ban sáng vào lúc 5:30, ban chiều vào lúc 18:00. Vào ngày Chủ nhật, giáo xứ cử hành ba thánh lễ, 6:00 sáng và 17:30 chiều cử hành thánh lễ Việt ngữ. Thánh lễ Hoa ngữ được cử hành vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật. Các lớp giáo lý khai tâm rước lễ lần đầu, thêm sức, bao đồng dành cho các em thiếu nhi Hoa sinh hoạt từ 9:30 đến 11:00 sáng Chủ nhật hàng tuần. Các em thiếu nhi Việt học giáo lý theo chương trình phong trào thiếu nhi thánh thể của giáo phận, sinh hoạt từ 16:00 đến 17:15 chiều Chủ nhật hàng tuần, với sự đồng hành của quý sơ dòng chú quan phòng. Ngoài ra, giáo xứ còn thường xuyên khai giảng các lớp giáo lý dự tòng và giáo lý hôn phối, để đáp ứng nhu cầu của những anh chị em lương dân có lòng khao khát gia nhập hội thánh. Các hội đoàn trong giáo xứ hiện nay gồm có Hội đồng Mục vụ Việt Hoa, 3 ca đoàn Việt, 1 ca đoàn Hoa, Hội Công giáo Tiến hành Legio Mariae, Ban Truyền thông Việt Hoa, Ban Lễ sinh Việt Hoa và Ban Caritas chuyên lo các công tác bác ái từ thiện, nâng đỡ những gia đình khó khăn. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 50 năm, với biết bao thăng trầm trong lịch sử, giáo xứ vẫn duy trì và cố gắng để tiếp tục lớn lên bởi những chủ chăn nhiệt huyết, sẵn sàng vùi mình trong sứ mạng truyền giáo như hạt lúa chết đi để sinh được nhiều hạt khác. Để rồi hạt giống đức tin được triển nở nơi tất cả anh chị em tín hữu Việt Hoa, dẫu phải chịu không ít khó khăn. Nhờ sự đồng tâm nhất trí của chủ chăn và đàn chiên, của cha sở và anh chị em giáo xứ, những tín hữu nhiệt thành, những người con của giáo xứ đã, đang và sẽ tiếp tục đưa giáo xứ vươn lên phát triển trong sự quan phòng, săn sóc, chở che và yêu thương của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, vị quan thầy của giáo xứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.